Vâng, lại có rất nhiều loa mini cao cấp, hàng rất đẹp luôn. Đôi là tôi bán giá 1,5 triệu. Đôi nào đẹp xuất sắc, dàn mini Onkyo. Đây là cái mặt lưới lắp tre tôi chưa vệ sinh, chưa lau, chưa giặt, nói chung là chưa giặt, chưa thời gian. Giặt qua thì nó sạch đẹp ngay. Đôi nào đẹp xuất sắc, 1,5 triệu đôi. Đôi nào như đôi nào thôi. Bác thích màu nào thì chơi màu đấy. Chúng nó màu nó ám gỗ đỏ, một cái thì nó ám vàng vàng. Tùy theo màu, màu nào đẹp hết. Không màu nào không đẹp. Tùy theo nhu cầu khách. Bán đồng giá 1,5 triệu đôi, hàng đẹp xuất sắc. Bác chuyển tiền 500 hoặc 1 triệu tôi gửi hàng đi. Gồm một bát một tép. Một bát một tép nhá. Bát thì bát 12 tép đom. SX7 đây. SX7 có đôi màu vàng, có đôi màu đậm hơn. Nó tùy theo đợt sản xuất các bác nhá. 1,5 triệu một đôi. Rất thích hợp cho các bác ghép để nghe phòng ngủ hoặc là ghép thêm vào bộ dàn, bộ loa âm ly nhà các bác để tăng thêm nhạc. Gân cao su tất 1,5 triệu đô. Những đôi này thì nó cao 27 cm, bề ngang nó tầm 15-16 gì đấy. Tôi đo luôn này. Bề ngang 15 cm, bề sâu là 23, cao 27-28 gì đấy. Cao 27-28 cm. Mặt sau rất đẹp. Đây, thông số kỹ thuật 6 ohm 70W, sản xuất tại Malaysia. Có đôi sản xuất tại Mala, có đôi tại Trung Quốc. Nhưng đều hàng chính hãng của Onkyo của Nhật Bản. Nó đặt công ty tại đâu thì nó ghi made in tại đấy thôi. Thì nói luôn các bác, loa này nó ghi 70W các bác đừng có tin nhé. Vì nó loa nhỏ thì làm sao mà được 70W. Nó ghi công suất danh nghĩa thôi. Bởi vì những đôi loa to đùng nó cũng chỉ 6-70W thôi. Loa bass 30 nó chỉ 6-70W thôi. Nên đừng có tin vào cái watt làm gì. Đấy, nghĩa là ý tôi muốn nói là loa bé thì nó sẽ ra tiếng bé, loa to ra tiếng to. Chứ mình đừng có tham lam làm gì cả. Cứ thấy nó ghi câu watt to mà nhảy vào thì đừng có mong đợi như vậy. Bởi vì mình chơi mình phải hiểu. Nhật thì nó ghi thế, nó ghi theo ý đồ của nó, mình không hiểu được ý đồ nó đâu. Nó mặc dù Nhật đấy nhưng mà không phải là nó ghi sai, không phải nó ghi láo, mà có nghĩa là đây công suất danh nghĩa, còn công suất ra loa thì nó lại khác. Công suất ra loa thì các bác sẽ mở ra nghe thì nó sẽ cảm nhận rõ nhất. Giả sử đôi loa bé thì nghe nó chỉ tiếng nó nhỏ thôi, đôi loa to tiếng nó to, đấy là công suất thực. Vâng, xin chào, cửa hàng tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Các bác mua hàng đặt cọc 500, 1 triệu tôi gửi hàng qua Viettel, hàng mang đến tận nơi, phí vận chuyển người mua phải chịu. Xin chào.